Nghị sĩ Jim Jordan hôm 13 tháng 10 đã giành được đề cử của Đảng Cộng Hòa cho vị trí lãnh đạo Hạ viện Mỹ sau khi ứng viên hàng đầu Steve Scalise từ bỏ cuộc đua, khiến cơ quan lập pháp này lún sâu vào khủng hoảng. Các cuộc bỏ phiếu kín liên tiếp của Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ hôm 13 tháng 10 cho thấy ông Jordan, 59 tuổi, nghị sĩ đến từ bang Ohio, nhận được sự ủng hộ của đa số thành viên, nhưng vẫn chưa thể đảm bảo có đủ 217 phiếu bầu mà ông cần để trở thành người nắm giữ chức vụ chủ tịch Hạ viện. Đảng Cộng Hòa sau đó cho biết các thành viên sẽ về nhà vào cuối tuần, khiến Hạ viện Mỹ tiếp tục không có người lãnh đạo cho đến ít nhất là ngày 16 tháng 10, theo Reuters. Cuộc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng Hòa đã khiến Hạ viện Mỹ bị tê liệt trong gần 2 tuần qua. Các nhà lập pháp chưa thể thống nhất về người kế nhiệm ông Kevin McCarthy, người đã bị các thành viên cực hữu trong Đảng Cộng Hòa buộc phải rời ghế chủ tịch Hạ viện hôm 3 tháng 10. Trong vòng bỏ phiếu kín đầu tiên, ông Jordan đã nhận được sự ủng hộ trước đối thủ Austin Scott với kết quả phiếu bầu 124-81. Ông đã không nhận được nhiều sự ủng hộ hơn trong vòng bỏ phiếu kín thứ hai với kết quả 152-55, có nghĩa là khoảng 1/4 thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu phản đối ông. Tình hình đó cho thấy ông Jordan chưa gom được đủ số phiếu cần thiết để trở thành chủ tịch Hạ viện, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị tổng thống tại Mỹ chỉ sau phó tổng thống. Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện Mỹ với đa số xích sao 221-212, nghĩa là ông Jordan không thể để mất quá 4 phiếu ủng hộ từ người cùng đảng nếu muốn đắc cử trong cuộc bỏ phiếu toàn thể tại cơ quan này, vì toàn bộ đảng Dân Chủ dự kiến bỏ phiếu chống lại ông. Ông Jordan trước đó đã để mất đề cử của Đảng Cộng Hòa vào tay nghị sĩ Steve Scalise, lãnh đạo số 2 của đảng này tại Hạ viện Mỹ, và cũng được xem là ứng viên hàng đầu để thay thế ông McCarthy. Song ông Scalise đã từ bỏ cuộc đua hôm 12 tháng 10, sau khi thấy rõ rằng ông không thể tập hợp đủ số lượng nghị sĩ Cộng Hòa chống lưng cho mình. Ông Jordan được xem là sự khác biệt so với các lãnh đạo Đảng Cộng Hòa trước đây như ông McCarthy. Ông là người có tiếng nói trong phe cánh hữu của đảng và là người thường xuyên thách thức các lãnh đạo đảng kể từ khi ông được bầu lần đầu vào năm 2006. Là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jordan đã giúp khuếch đại những tuyên bố sai trái của ông Trump về gian lận bầu cử năm 2020. Với tư cách Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, ông Jordan đang dẫn dắt một cuộc điều tra luận tội Tổng thống Joe Biden của Đảng Dân Chủ. Những người ủng hộ ông Jordan cho rằng phong cách đối đầu của ông có thể giúp ích cho Đảng Cộng Hòa trong việc đàm phán với ông Biden và Thượng viện Mỹ do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Không có Chủ tịch, Hạ viện Mỹ rơi vào bế tắc khi xung đột Hamas-Israel leo thang ở Trung Đông, chiến sự ở Ukraine không có dấu hiệu sớm kết thúc, và chính phủ Mỹ phải đối mặt với nguy cơ đóng cửa một phần vào ngày 17 tháng 11, nếu Quốc hội nước này không kịp thông qua các dự luật ngân sách. Đảng Cộng Hòa đã hy vọng tránh lặp lại cảnh tượng xảy ra vào tháng 1, khi phe cực hữu trong đảng đã khiến ông McCarthy phải trải qua đến 15 vòng bỏ phiếu toàn thể, trong vòng 4 ngày mới có thể giành được chức vụ chủ tịch Hạ viện. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.